bạn, chỉ ít phút nữa thôi thì chúng ta sẽ phải chia tay các thí sinh của vòng chung kết cuộc thi giọng ca vàng Bolero Hải Phòng 2018. Và chắc chắn là họ đã có một khoảng thời gian thật ý nghĩa và nhiều kỷ niệm khi tham gia cuộc thi, và họ đã có những người bạn đến từ khắp mọi miền của Tổ quốc và cùng đam mê giọng nhạc trữ tình. Và mỗi chúng ta đều cảm nhận rõ ràng sự cố gắng của họ khi đến với cuộc thi này. Vì vậy, họ rất xứng đáng nhận được một tràng pháo tay thật nồng nhiệt của quý vị và các bạn. Bây giờ là giây phút hồi hộp để biết được ai là thí sinh xuất sắc nhất. Và trước hết, chúng ta sẽ cùng đến với giải thưởng, giải phụ của cuộc thi này. Giải thưởng thí sinh được yêu thích nhất được bình chọn qua trang fanpage Toplink. Thí sinh được yêu thích nhất bình chọn qua trang fanpage Toplink. Xin chúc mừng thí sinh Bùi Thị Loan, số báo danh 57. Và chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu và kính mời nghệ sĩ Thanh Thanh Hiền sẽ lên trao giải cho thí sinh được yêu thích nhất qua bình chọn trên fanpage Toplink với trị giá giải thưởng 5 triệu đồng. Cảm ơn nghệ sĩ Thanh Thanh Hiền và chúc mừng thí sinh Bùi Thị Loan, số báo danh 57, đã đoạt giải thí sinh được yêu thích nhất. Và khán giả bình chọn chính xác thí sinh được yêu thích nhất, chúng tôi xin được chúc mừng thí sinh, xin được chúc mừng khán giả Hà Thu, số điện thoại 0986893537. Chúng tôi xin đọc lại, chúng tôi xin được chúc mừng khán giả Hà Thu đã bình chọn chính xác thí sinh được yêu thích nhất. Khán giả Hà Thu, số điện thoại 0986893537. Và xin mời khán giả Hà Thu liên hệ với ông Trương Duy Thắng, số điện thoại 0902593686 để nhận giải thưởng hoặc liên hệ với ban tổ chức cuộc thi này. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với giải khuyến khích. Có 12 giải khuyến khích cuộc thi giọng ca vàng Bolero Hải Phòng 2018. Và chúng tôi xin mời các thí sinh có tên sau bước lên phía trước một bước. Xin chúc mừng thí sinh Đồng Hà Chi đến từ Hà Nội, số báo danh 14. Chúc mừng thí sinh Nguyễn Thị Hải Quỳnh, số báo danh 73 đến từ Nghệ An. Chúc mừng thí sinh Phạm Thị Diệu Linh đến từ Hải Phòng, số báo danh 121. Chúc mừng thí sinh Nguyễn Hồng Quân, thí sinh của Hải Phòng, số báo danh 72. Chúc mừng thí sinh Lã Bá Hoàng đến từ Hà Nội, số báo danh 45. Chúc mừng thí sinh Tạ Minh Hoàng, thí sinh của Hải Phòng, số báo danh 46. Chúc mừng thí sinh Phạm Việt Cường, thí sinh của Hải Phòng, số báo danh 18. Chúc mừng thí sinh Bùi Thị Lan Anh, thí sinh của Hải Phòng, số báo danh 03. Chúc mừng thí sinh Nguyễn Thị Hải Vân, thí sinh của Hải Phòng, số báo danh 96. Chúc mừng thí sinh Nguyễn Đức Xuân đến từ Vũng Tàu, số báo danh 103. Chúc mừng thí sinh Bùi Thị Loan đến từ Hà Nội, số báo danh 57. Và chúc mừng thí sinh Lầu A Chứ đến từ Lai Châu, số báo danh 17. Xin chúc mừng các thí sinh đoạt giải khuyến khích trong cuộc thi này. Và chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu và kính mời bà Nguyễn Thị Loan, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Anh Trang, và trân trọng kính mời nghệ sĩ Ngọc Sơn lên sân khấu trao các giải khuyến khích cho các thí sinh. Xin trân trọng kính mời. Thank you.
Ngọc Sơn và trân trọng hơn bà Nguyễn Thị Loan, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Anh Trang. Chúc mừng các thí sinh đã đoạt giải khuyến khích trong cuộc thi này. Vâng, xin mời các bạn đội trưởng về vị trí cùng với các thí sinh khác trên sân khấu. Quý vị và các bạn thân mến, lúc này trên sân khấu có 6 thí sinh chưa được nhận giải thưởng chính thức của cuộc thi này. Và sau đây chúng tôi sẽ được mời các thí sinh có tên sau bước lên phía trước để nhận giải. Xin chúc mừng thí sinh Vũ Hải Đăng đến từ Hải Dương, số báo danh 116. Chúc mừng thí sinh Nguyễn Thị Thu Hằng đến từ Thái Nguyên, số báo danh 124. Và chúc mừng thí sinh Vũ Quang Trung đến từ Hải Phòng, số báo danh 88. Đây là 3 thí sinh đoạt giải 3 trong cuộc thi này với giải thưởng trị giá 5 triệu đồng. Và chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu và kính mời bà Nguyễn Thị Nga, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Hoàng Nga, phòng khám đa khoa hiện đại. Và trân trọng kính mời ông Vũ Văn Cảnh, Giám đốc Tập đoàn Hoàng Huy, lên sân khấu trao giải nhì cho các thí sinh. Xin trân trọng kính mời. Lên sân khấu trao giải 3 cho các thí sinh. Xin trân trọng kính mời. Cảm ơn bà Nguyễn Thị Nga, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Hoàng Nga, phòng khám đa khoa hiện đại, và ông Vũ Văn Cảnh, Giám đốc Tập đoàn Hoàng Huy. Chúc mừng các thí sinh đoạt giải 3, Vũ Hải Đăng đến từ Hải Dương, Nguyễn Thị Thu Hằng đến từ Thái Nguyên và Vũ Quang Trung của thành phố Hải Phòng. Xin mời các bạn đều trở về vị trí cùng các thí sinh khác trên sân khấu. Vâng, giây phút hồi hộp nhất đang cận kề và chắc chắn là quý vị các bạn cũng đang rất muốn biết ai sẽ giành ngôi vị cao nhất của cuộc thi giọng ca vàng Bolero Hải Phòng 2018, phải không ạ? Chúng ta sẽ cùng đến với các thí sinh đoạt giải nhì với trị giá giải thưởng 15 triệu đồng. Xin chúc mừng thí sinh của Hải Phòng, số báo danh 113, Nguyễn Văn Tín. Và chúc mừng thí sinh Lê Thị Minh Nguyệt của Hải Phòng, số báo danh 119. Chúc mừng hai thí sinh đoạt giải nhì trong cuộc thi giọng ca vàng Bolero Hải Phòng 2018. Và chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu và kính mời ông Phạm Văn Tuấn, Phó Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng, và ông Lê Khắc Hòa, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Poplink, lên sân khấu trao giải nhì cho hai thí sinh. Xin trân trọng kính mời. Phạm Văn Tuấn, Phó Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng, và ông Lê Khắc Hòa, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Poplink. Chúc mừng hai thí sinh đoạt giải nhì, Nguyễn Văn Tín và Lê Thị Minh Nguyệt, đều là thí sinh của Hải Phòng. Quý vị và các bạn thân mến, vào lúc này chúng tôi đang thấy niềm hạnh phúc đang hiện hữu trên gương mặt của một thí sinh duy nhất đến giờ phút này chưa nhận được giải thưởng chính thức của cuộc thi, bởi vì bạn đã đoạt giải cao nhất, ngôi vị cao nhất trong cuộc thi giọng ca vàng Bolero Hải Phòng 2018. Chúc mừng thí sinh Hà Sĩ Hiếu đến từ Hà Nội, số báo danh 125.
bạn sẽ nhận được giải thưởng trị giá 30 triệu đồng. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu và kính mời ông Nguyễn Chí Tín, Phó Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng, trưởng ban chỉ đạo cuộc thi, sẽ lên trao giải nhất cho thí sinh Hà Sĩ Hiếu, thí sinh của thành phố Hà Nội. Chúc mừng thí sinh Hà Sĩ Hiếu đến từ Hà Nội, số báo danh 125. Và kính thưa quý vị, một điều đặc biệt trong đêm chung kết cuộc thi giọng ca vàng Bolero ngày hôm nay, đó là một khán giả đã quyết định trao tặng một giải thưởng đặc biệt, giải thưởng của khán giả dành tặng riêng cho thí sinh khiếm thị Vũ Hải Đăng đến từ Hải Dương. Xin mời thí sinh Vũ Hải Đăng, số báo danh 116 đến từ Hải Dương lên sân đấu. Và chúng tôi xin được mời khán giả đã dành tặng giải thưởng trị giá 10 triệu đồng cho thí sinh Vũ Hải Đăng. Vâng, đó là anh Văn Trần Hoàn. Xin mời anh. Thưa các vị khán giả ở trên có mặt trong trường quay hôm nay, các vị đang xem truyền hình, thực sự tôi rất cảm động với cái tình cảm của những cái bài giọng hát của em Đăng. Và em biết là vượt qua rất là nhiều khó khăn thì em đến được đến với thành phố Hải Phòng, thì không có gì hơn là có một chút quà là giá trị 10 triệu tặng em, và cũng luôn luôn mà mong em luôn luôn vượt qua khó khăn, có em những cái sức lan tỏa trong cuộc sống tươi đẹp hơn. Xin chúc mừng em. Một lần nữa chúng tôi xin trân trọng cảm ơn tình cảm của khán giả Văn Trần Hoàn, và một lần nữa chúc mừng thí sinh Vũ Hải Đăng. Kính thưa tất cả quý vị, và chúng ta cùng dành một